Tiếp theo các lệnh hiệu chỉnh của phần trước thì hôm nay ta học thêm một số cái chương mục mới ha. Thì như các bạn thấy giao diện của script thì nó đơn giản vậy ha. Thì lên thanh công cụ với một thanh ngang vậy thôi. Thì chúng ta đã học cái qua cái phần từ cái mũi tên này cho tới cái phần scale này ha. Bây giờ thay vì học tiếp cái phần phía sau này thì khá đơn giản này ha. Thì ta không có dùng cái menu ở cái thanh toolbar công cụ này nữa, mà ta vô ta bật thanh công cụ chính của scope hay dùng ra bằng cách là vô menu view nè, vô toolbar nè, toolbar rồi ở đây mình chọn cái mục là la tool set l là la tool set đó. Thì cái công cụ la tool set này nó mới thể hiện đầy đủ cho mình, còn hiện nay nó không đầy đủ lắm ha. Rồi sau khi đồng ý thì bấm close thôi, giờ mình kéo ra, tắt cái này đi, mình không cần cái này nữa. Bấm close, hay mình thành nhận cụ này thôi. Rồi ngoài ra mình muốn thêm nữa thì mình cũng bấm vô view toolbar, view toolbar. Rồi giờ mình bấm vô thí dụ standard ha. Thì nó có hình open này không, cell nè, copy đó, sao chép undo redo đó, standby rồi cấm close. Ngoài ra đó thì mình có thể vô bấm bên phải vô đây, bấm phải vô cái trình đơn này nè, lưu tiếp đó. Lưu tiếp đây, mình sẽ mở tiếp nè, ví dụ công cụ là style nè, kéo vô ha, kéo lên nếu giữa chuột kéo lên thôi, bấm phải tiếp nè, công cụ view nè, kéo lên đúng rồi. À, tiếp theo là công cụ shadow là bóng đổ nè ha, shadow là bóng đổ đó. Rồi tiếp theo là công cụ bấm phải đây ha, chọn tiếp nè, công cụ là layer ha, layer là lớp nè, layer tạo lớp nè, kéo lên, nắm kéo lên đây trong một màn nè đó. Nên mình có thể là thêm cái công cụ nó ẩn ở trong thanh menu view toolbar ha. Đó. Rồi bây giờ mình quan sát ở đây. Mình ở đây ha. Đây nè, cái công cụ mà nhóm là 6 cụ bữa mình đã học rồi nè, công cụ hiệu chỉnh. Nhưng mà ở đây mình đang thiếu một cụ là công cụ là follow me. Follow me. Rồi, follow me là sao? Có nghĩa là như thế này, giả sử mình vẽ một đường line, line vừa gọi tắt là chữ L ha. Bấm đây, bấm kéo nè. Kéo qua. Rồi, enter, escape ha. Rồi, qua. Hoặc là vẽ một đường cong ạ. À. Cong ạ. À. Bấm kéo qua nè. Rồi. Rồi. Giờ mình muốn có một cái mặt cắt mà đi theo cái đường dẫn này à, thì mình dùng lệnh follow me. Rồi, bây giờ mình làm quen cách vẽ hình ở trong không gian ha. Ví dụ là rectangle, R, rectangle. Mặc định nếu mình gõ R thì nó chỉ vẽ ở trên mặt phẳng XY thôi. Không? Mình muốn vẽ trên mặt phẳng là YZ chẳng hạn thì bấm vào đây. Cũng không được, cũng nghĩa mà phẳng XY à. Thì bắt đầu mình đang làm quen với ba cái phím mũi tên trên bàn phím mình. Là phím bên trái, phím đi lên trên và phía bên phải. Đầu tiên là bấm phía bên trái. Thì khi bấm phía bên trái mình thấy không, là cái hình rectangle màu xanh đó, là cái chụp y đó, nó mặc định là cái mặt phẳng nó chuyển qua mặt phẳng là ZX để cho mình vẽ cái thằng đứng lên. Thằng đứng lên. Tương tự vậy, bấm mũi tên bên phải, thì nó tương đương với mặt phẳng là YZ để cho mình vẽ cái rectangle nó nằm ở này ha. Đó là cách mà để điều khiển cái vẽ một đối tượng 2D mà nằm trong không gian 3D ha. Đó. Nhớ nha, mũi tên bên phải, mũi tên bên trái và mũi tên lên trên á theo trục Z rectangle nè. Thì mặc định nó cũng giống rồi ha. Mũi tên bên trên nó theo trục Z này ha. Khi mình bấm cái mũi tên thì được hoặc là nó cái nó cưỡng chế là trục Z thì nó vẽ trên mặt phẳng XY ha. Đó, thì ba cái nút đó nó gọi là nút cưỡng chế ha. Cưỡng chế để mình vẽ trên mặt phẳng theo ý mong muốn của mình. Nhớ nè, phím trái
là cưỡng chế theo trục y màu xanh lá cây, phím phải là cưỡng chế theo trục x màu đỏ, và phím lên trên là cưỡng chế theo màu xanh. À, rồi giờ bây giờ mình áp dụng vô cái này của mình ha. Rồi rectangle nè, rồi bấm mũi tên bên trái ha, vẽ một cái rectangle khoảng chừng như đây ha. Rồi rồi mình muốn nó vô đây đi ha. Rồi tương tự vậy, cái đường tròn là circle là C, bấm mũi tên bên trái ha. Chọn như đây ha. Kéo ra đó, mình có thể vẽ được cái đường đứng của cái hình trong đó ha. Chữ O để xoay nha, O là orbit để xoay. Rồi bây giờ mình dùng lệnh follow ha. Thì lệnh follow á, đầu tiên là mình chọn cái đường dẫn, chọn đường dẫn là đường này nè. Sau khi chọn đường dẫn xong á thì mới bấm vô lệnh follow me đó, rồi mới bấm vô cái mặt phẳng của nó thì tự động cái hình này nó đi theo. Rồi làm lại ha, chọn nè, chọn cái đường dẫn trước rồi bấm vô lệnh follow me, bấm vô cái mặt phẳng của nó để đi cong theo. Rồi thì khi mà xuất hiện mặt màu xám vậy đó, thì nhớ chọn hết nó, bấm phím phải ha, bấm revert face để cho nó thuận mặt, đúng mặt phải của nó, cho mặt trái nó sẽ dễ bị lỗi sau này. Đó là lệnh follow me. Rồi tiếp theo mình hướng dẫn các bạn sử dụng lệnh follow me để vẽ hình quả cầu và hình bán nguyệt ha. Rồi giả sử ta có một cái đường tròn circle, bấm chữ C ha, chữ C rồi bấm điểm kề kéo ra. Rồi tiếp theo ta vẽ một cái đường tròn đứng bằng cách là bấm cái phím mũi tên bên tay phải, đúng không, anh vẽ giác tâm là vẽ đường tròn đứng. Rồi đường tròn đứng này có thể lớn hơn cái đường tròn nhỏ ha, lớn hơn đường nhỏ để mình dễ chọn những gì đó. Rồi ok, rồi bây giờ mình muốn vẽ quả cầu á, thì mình chỉ việc là chọn, thứ nhất là chọn đường dẫn, đúng không, chọn đường dẫn là cái chính là cái cạnh đường tròn chứ không phải cái mặt nha, còn cạnh đường tròn này nữa không. Khi mình chọn cho cái cạnh viền đường tròn nó sáng lên màu xanh dương đó. Rồi sau khi chọn xong mình bấm vô chữ follow me nè đó, rồi sau đó bấm vô cái mặt này, bấm vô cái mặt mình cần xoay nè đó, thì nó sẽ thành quả cầu không, quả cầu ok ha. Rồi tương tự vậy với hình bán nguyệt cũng vậy, hình bán nguyệt thì mình cũng vẽ circle đó. Rồi mới vẽ bấm mũi tên bên phải, mũi tên phải trong phím để vẽ cái circle đứng. Đó. Sau khi vẽ xong thì vẽ một cái đường ngang bằng là line L kéo ra nè ha. Đó, rồi mình xóa cái phần dưới đi. Xóa dưới đi. Rồi, xóa phần dưới đi ha. Để mình kéo dài cái đường line ra cho nó cắt đứt phần dưới. Nó không đường line, không cắt phần dưới được, nó delete. Đó. Rồi mới xóa sao? Hiểu là viên cái cạnh vòng tròn không xóa. Đó, mình vẽ nửa vòng tròn vậy ha. Rồi, cũng như tương tự như kia, mình cũng chọn cạnh, chọn cạnh, nhưng mà lúc này để ý nó chọn cạnh này nó mới có nửa cái, tại vì nó bị cái đường line này cắt ra nè. Thì mình bấm phím Control, giữ phím Control ha, giữ nguyên ha, chọn cái hình cái thanh chọn á, nó hiện thành dấu cộng này không? Bấm vô cái cạnh này tiếp. Đó. Rồi sau khi bấm xong á thì bấm vô là follow me, follow me đây nè. Rồi bấm vô cái mặt này. Đó, nó lúc này nó sẽ xoay thành một cái vòng tròn ha. Ok. Bán nguyệt. Rồi, vậy là mình biết cách vẽ cái quả cầu và hình bán nguyệt trong SketchUp ha. Rồi, lệnh follow me ngoài cái đường dẫn thì nó có thể theo mặt phẳng. Giả sử tay vẽ một cái mặt bàn để tăng. Rồi cái chiều này là 1200, chiều kia là 600 ha. 600. 1200 nè. 7600. Loại có đúng nha. Rectangle nè. Chấm phẩy nha, 1200, mình đổ cho tôi lộ dấu chấm phẩy chứ không phải dấu phẩy. 600. Đó, vậy mới đúng á ha. À, 600. Xóa này đi. Rồi
rồi mình bust này lên, bust cái chiều dày cái bài này là 40, cái hàng dãy mặt bài này 40, enter. Rồi ok. Rồi bây giờ mình muốn cái bài này nó vác xiên, nó vác xiên hình dãy cái mặt một cái đường line xéo này, xiên từ mép này chẳng hạn vậy, xéo qua đó thì tạo mặt xiên đây. Rồi bây giờ mình muốn cái vác xiên này nó chạy xung quanh bàn hết à, thì cách mình chọn chỗ này, thay vì mình chọn cạnh thì bây giờ mình chọn mặt, cái mặt bàn này ha, mặt. Rồi sau đó mình bấm lưu lệnh follow me à, sau đó mình bấm vô cái mặt phẳng cắt này à, đó, thì tự động nó cắt xéo hết ha, nó xéo hết bốn mặt cho mình đó, nó xéo hết. Rồi lúc này thì ta qua công cụ tiếp theo là công cụ Tab Measure Tool. Tab Measure Tool này có tác dụng là tạo ra các đường giống cho mình dễ vẽ ha, để cho mình dễ vẽ, và hầu như là người sử dụng cái đất người ta dùng công cụ này nhiều nhất, Tab Measure Tool, để xác định chính xác cái đường mình vẽ. Rồi giả sử mình bấm vào công cụ Measure Tool này ha, rồi chọn cái cạnh mình muốn là đường giống, chọn cạnh này, bấm di chuyển qua phải, ví dụ gõ vô 100 ha, tương tự để di chuyển này gõ vô 100 đó ha. Rồi tương tự này bấm cái này chọn vô 100, nó sẽ tạo ra những cái đường gai và đường giống ha. Này gõ vô 100 à, rồi ở trong đường giống mình vẽ circle ha, circle à, gõ đây là 50 đó à, mình to quá mình ghi lộ đường kính với bán kính rồi à, còn cái z lại rồi bấm t lại nè à, của Measure Tool nó là chữ T, T bấm này kéo vô ha, 50 à, từ đây nè gõ vô nhập vô 50 à, từ đây nè nhập vô 50 từ đây nè nhập vô là 50 à, rồi bấm Circle C nè, chọn vô giao điểm của hai cái đường giống đó à, gõ vô là 25 à, tương tự nè C nè 25 tương tự nè đây nè 25 đây là bán kính của nó, bán kính là 25 đó ha. Rồi sau khi có đường giống muốn xóa mấy đường giống này, một là xóa chọn và cái chọn nó delete, hai là vô edit à, vô phần là delete guide thì nó xóa hết cho mình à. Rồi cuối cùng mình boost nè, bấm chữ B boost cái chân này xuống à, boost xuống xuống là 710 enter. Rồi tương tự gì chọn cái mặt phẳng đường tròn này đít đo hai cái, thấy không, tương tự là đít đo hai cái, tương tự là đít đo hai cái ha, đó là tự động vẽ cái chân cho mình. Rồi sẵn mình dùng lệnh scale này ha, mình chọn cái cạnh ở dưới, cạnh cái đường chu vi ở dưới này, chọn cạnh chu vi nè, mình dùng lệnh scale nè, thấy không, mình scale nó nhỏ lại ở dưới góc này nè, scale nhỏ lại ha. Nhỏ lại là 0.0 nè, nhìn ở dòng nè, nhìn ở dòng tình trạng nè, scale này không, gõ vô là 0.05 chẳng hạn vậy, 0.5 đó, nó nhỏ lại à, tương tự vậy ha, chọn vô đây à, bấm lệnh scale là chữ S à, bấm vô đây góc chéo, bấm cái nút góc chéo, gõ vô là 0.5 enter. Rồi tương tự bên đây ha, thôi gõ đây nè scale, bấm chữ S à, bấm vô một cái nút ngay góc, gõ vô là 0.5 enter, tương tự vậy ha, scale bấm vô góc nè, gõ vô là 0.5 enter đó. Rồi tiếp theo à, được nguyên ngắn rồi, rồi mình chọn hai chu vi của hai cạnh bàn dưới luôn, mình bấm lệnh move ra nè, move theo chiều này ha là 50, nó tương tự như chỗ này nè, move xuyên ra nè 50 ha. Rồi ok, rồi tương tự quay qua mặt này ha, này chọn nè, chọn hai chu vi ha, chọn từ trái qua phải nha, chứ mình nếu mình chọn từ phải qua trái nó dính luôn cái cạnh ở trên, nhớ là chọn từ trái qua phải để chi nó dính được hai chu vi còn chọn dưới thôi ha. Move nè, move theo trục màu xanh nè, 50 luôn, tương tự vậy ha, mu nè chút mình sẽ là 50 luôn đó, vậy là ta có một cái bàn à, rồi tiếp theo có lệnh follow me nữa nè ha, follow me. Rồi giả sử ta có một cái cục tròn
Circle ha, C. Bán kính là 200, đường kính là 400, push, push lên là 3000. Đó. Rồi, ở đây ví dụ ta vẽ một cái g chỉ, g chỉ để line nè ha. Đây nhá, vẽ đi xuống. Xuống ví dụ là đi ra đi. Đi ra là 100 đi ha. 100. Đó, rồi đi xuống. Đi xuống là 50. Rồi đi vô. Đi vô là 20 ha. Rồi đi xuống tiếp. Đi xuống là 20 luôn ha. Đi vô là 20 luôn ha. Rồi. Rồi đi xuống đây một đoạn là ở đây là 40 đi ha, 40. Rồi đi vô đoạn là 20, rồi là đi xuống là 40, rồi đi vô đó nó tạo một khoảng vậy đi ha. Rồi ở phần này thì ta có thể là bo cong đi ha, bo cong cho nó, bo cong bằng cách đánh lên add, thấy không, add là hai điểm phải không, zoom lớn nè, đây ha, chọn đây, chọn đây, bo cong nè, đó, nó cong rồi ha. Rồi xóa này đi, xóa này đi, delete đi, nó delete cái này đi nè, delete cái đường nhỏ nhỏ đó, đó ok, rồi sẽ như vậy. Rồi bây giờ ta chọn cái mặt này ha, rồi bấm vô follow me nè, follow me, rồi sau đó bấm vô cái chọn lại chọn cạnh trong cái mặt nha, cạnh này, bấm follow me, rồi sau bấm vô cái mặt này, do mặt này đang bị dính mình chưa có một cái đường line, mình vẽ đường line lại, l nè, đường line đây. À, để tắt ra chưa? Nó tắt ra làm được nha. Rồi làm lại ha. Còn mặt á, bấm follow me nè. À, đó. Do không có đường line nó không tắt ra, làm gì đường line nó tắt ra nó vô được. Thấy không? Vậy là cái cột tròn nè. Đó. Lệnh follow me ha. Lệnh follow me ứng dụng khá nhiều ở trong cái bảo vệ SketchUp ha. Nhiều lắm. Nó nhiều những cái chỉ phức tạp á. Chỉ chân chẳng hạn gì nó cũng vậy. Chừng. Rồi ví dụ ở trên cái hình hộp này nè, rest tăng ví dụ mình lại mình vẽ một cái chỉ chân như vậy. Boost lên đi, boost lên. Khoảng chừng 200. Đó. Mình hơi dễ mặt cắt trên đây. Cắt trên đây nè. Line ha, đây qua đi. Xuống đi, ví dụ như vậy. Rồi xuống đây đi ha. Rồi tiếp tục vẽ một cái line vô. Đó, tiếp tục vẽ đi ha. Rồi vẽ một cái line xuống đây luôn. Rồi, ví dụ mình có cái cong gì à, mình muốn vẽ cái chỉ chân này chẳng hạn gì thì mình đầu tiên là mình chọn cái mặt ở dưới của nó. Đó, mặt dưới này nè. Mặt dưới này ha. Rồi sau đó mình bấm vô follow me để mình nút vô mặt cắt này. Không thì đoạn nó vuốt cái chân này cho mình ha. Đó. Đó thì rồi vậy tới đây là xong mấy cái phần hiệu chỉnh ha. Chúc các bạn thành công nha, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.